Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhất nhé. Tiểu sử Thang Mẫn. Thang Mẫn sinh ngày 3 tháng 9 năm 1996 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô sở hữu chiều cao 1m64, cân nặng 44kg. Thang Mẫn tốt nghiệp trường trung học tư thục Thượng Hải. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2013, cô chính thức debut với tư cách là thành viên nhóm nhạc SNH48, nhóm nhạc chị em với AKB48 Nhật Bản. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhất nhóm, cũng chính vì lý do này mà hàng loạt bê bối về đời tư của cô bị phanh phui, như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại, hay scandal chấn động có bạn trai từ năm 13 tuổi và điều nộ clip nóng. Tuy nhiên sau đó thông tin này đã bị xóa sạch khỏi mạng xã hội và nhiều nguồn tin cho rằng đó chỉ là những mẩu tin nhắn với tên gọi giống Thang Mẫn và là tin đồn giả không có căn cứ nhằm bôi xấu nữ diễn viên. Tuy nhiên, cũng sau tin đồn này, Thang Mẫn bất ngờ thông báo rời nhóm nhạc SNH48 chỉ sau 7 tháng hoạt động với lý do sức khỏe. Một lần nữa tin đồn lại nổ ra cho là cô bất hòa với các thành viên trong nhóm. Sau khi rời nhóm SNH48, Thang Mẫn rời xa showbiz 4 năm và bất ngờ trở lại với tư cách là một diễn viên vào năm 2017 với vai chính đầu tiên trong bộ phim Mục Giã Quỷ Sự Phiên Ngoại Thần Tiên Nhãn. Các bộ phim tham gia: 2017 Mục Giã Quỷ Sự Phiên Ngoại Thần Tiên Nhãn, 2019 Như Là Hài Kịch, 2020 Khói Lửa Nhân Gian Hoa Tiểu Trù, Tiểu Lương Tử Nhà Tướng Quân. Vừa rồi là thông tin và tiểu sử của Thang Mẫn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.